vườn mai nhà mình nhé. Rất đẹp. Mai ngày Tết. Mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn mai của nhà mình. Bao la bát ngát luôn. Có tất cả 5 sào. Ai có nhu cầu muốn mua cây mai thì cứ liên hệ với mình. Đây. Mai này trồng cũng khá lâu năm rồi. Toàn gốc cổ thụ và rất đẹp. Mình sẽ đưa mọi người đi tham quan từng gốc cây mai của nhà mình. Rất đẹp đúng không? Rất là tuyệt vời. Sau Tết sáng. Bây giờ mình đi trời nó hơi nắng tí. Chờ em tí, đang đi quay vườn mai cho mọi người xem. Gốc này đều có trồng được khoảng mấy chục năm rồi đó. Xong rồi. Đang đi quay vườn mai. Vườn mai mùa lá rụng. Có nhu cầu mua cây mai thì cứ liên hệ mình. Đảm bảo mai rất là đẹp. Người đến tham quan rất là kết vườn mai này. Quá đẹp. Khoai ơi, con đang làm gì đấy? Sao chị Khiến? Dẫn mọi người ra phía đằng sau nhà nhé. Nãy là mình mới đi xung quanh vườn mai ở phía trước nhà, còn bây giờ là đi ra đằng sau nhà. Dạ chờ em tí đi. Đang đi quay video vườn mai. Hoa gì? Hòn non bộ à? Nhà ông ấy hả? Nhà ông bên cạnh kia hả? Trời ơi, mai đẹp quá. Chỗ này nó hết. Nó năm nay không ra hoa. Non bộ nhà ai? Biết rồi, em nói em sang rồi. Em sang nhà rồi. Đi tập văn nghệ cho mấy đứa học trò ở nhà đó.